Kính thưa quý vị, những quỹ mở đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam từ cuối năm 2012, đầu năm 2013. Trải qua hơn 3 năm vận hành, thì dường như nhà đầu tư cá nhân vẫn còn khá thờ ơ với mô hình này. Câu hỏi đặt ra là vì sao như vậy? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện một trong những nhà quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam là ông Trần Thanh Tân, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VFN. Thưa ông, như chúng ta cũng thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thì các nhà đầu tư cá nhân là hầu như không mấy quan tâm đến các cái sản phẩm của các công ty quản lý quỹ. Vì sao như vậy thưa ông? Điều đó là một cái thực tại đúng. Và trong suốt 12 năm vừa qua thì chúng tôi chỉ tập trung rất là nhiều cho các nhà đầu tư tài chính và các định chế tài chính lớn. Và điều này dần dần đã làm thay đổi quan điểm của chúng tôi sau khi chúng tôi đi nghiên cứu rất là nhiều thị trường khác nhau xung quanh. Rất rõ ràng là chúng ta hiểu rằng nhà đầu tư đại chúng là nhà đầu tư có một cái vai trò cực kỳ lớn đối với sự tồn tại của các công ty quản lý quỹ, kể cả các công ty chứng khoán hiện nay. Chính vì cái sự quan tâm của các nhà đầu tư đại chúng đối với quỹ mở nó không cao, cho nên chúng tôi đưa ra cái quyết tâm là phải thay đổi để đến gần với các nhà đầu tư đại chúng hơn. Ông có thể nói rõ hơn một số cái hoạt động cụ thể về cái hoạt động các quỹ mở của mình đã thu hút rộng hơn nữa nhà đầu tư đại chúng không, thay vì chúng ta chỉ thay đổi cái hình thức là nhận diện thương hiệu? Có lẽ là câu chuyện đã được thay đổi cách đây 3 năm rồi. Chúng tôi đang xây dựng cái hệ thống phân phối. Thí dụ, ngày xưa quỹ đóng, chúng ta tổ chức những event đại loại như thế này. Rồi chúng ta mời các nhà đầu tư đến, giới thiệu và huy động vốn. Còn bây giờ thì cái cách làm đó là không còn phù hợp nữa. Và chúng tôi đang xây dựng một cái hệ thống phân phối thông qua đại lý, thông qua các cái nhân viên tại ngân hàng. Và cái sự thay đổi từ cái chuyện tổ chức những event huy động vốn cho đến chuyển sang cái chuyện huy động vốn hàng ngày thông qua hệ thống phân phối, thì cái sự thay đổi đó tại nội tại các công ty quản lý quỹ là cực kỳ lớn, bởi vì nó đòi hỏi cái việc đầu tư hạ tầng về IT, về con người, về tất cả rất là lớn. Vâng, chúng ta cũng đều biết là các cái công ty quản lý quỹ và các quỹ mở trên thế giới đều phát triển dựa trên nền tảng là rất nhiều các cái mô hình của các quỹ hưu trí. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta chưa có mô hình này. Vậy thì phải chăng sự chậm phát triển của ngành quản lý quỹ Việt Nam cũng một phần xuất phát từ nguyên nhân này thưa ông? Rõ ràng là có. Như chúng ta biết thì phần lớn các công ty quản lý quỹ nào được xem là công ty quản lý quỹ lớn nhất trên thế giới thì phần lớn cái sản phẩm quỹ, một trong những sản phẩm quỹ mà họ quản lý chính là quỹ hưu trí. Thì có lẽ cuối năm nay Bộ Tài chính dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ sẽ cho ra đời cái cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc phát triển cái quỹ hưu trí bổ sung. Và chúng tôi là một trong những công ty tiên phong để mở các cái quỹ như vậy. Và chúng tôi hy vọng rằng qua 5 tháng khi mà quỹ, các loại quỹ hưu trí bổ sung, quỹ bảo hiểm xã hội mà tăng lên thì các công ty quỹ mới thật sự trở thành những công ty to lớn và có một cái vị trí đúng nghĩa hơn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn cái việc huy động vốn như hiện nay với cái size quỹ đang quản lý hiện nay thì cái khả năng của tôi khá là yếu đuối. Thưa ông, nếu mà so với các thị trường chứng khoán khác trên thế giới thì sự phát triển của ngành quản lý quỹ cũng như là sự quan tâm của nhà đầu tư đối với quỹ mở nói riêng ở tại Việt Nam như vậy có là quá chậm không khi chúng ta đã có 16 năm tuổi? Điều này có lẽ nó còn phụ thuộc nhiều vào cái cơ sở vật chất, từ cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng pháp lý và cơ sở hạ tầng con người. Tất cả những cái chuyện này nếu nhìn kỹ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua chúng ta phát triển như vậy là tương đối tốt. Nếu mà chúng ta một cách khập khiễng so với thị trường Thái Lan, Hàn Quốc hay là kể cả Mỹ hay châu Âu thì điều đó không thể, bởi vì họ đã đi trước chúng ta rất là nhiều. Khi chúng ta phải tiệm cận và hòa hợp nó dần thì tôi nghĩ những bước đi từng bước như thế này là hoàn toàn phù hợp và không cho là gì chậm được, không cho là như thế là chậm. Dạ vâng, rất cảm ơn ông.